mà dừng hẳn thì em nghĩ thấy khả năng cũng tốt ấy. Như cái tâm linh mình lúc nào mình cứ thấy từ tâm thôi, không quan trọng gì cả. Người ta nhớ tâm thì người ta đốt thì vẫn cứ đuổi đi. Người ta có tiền thì vẫn cứ đốt đi. Theo phong tục thì ta cũng vẫn phải là có trước có sau, nhưng mà nếu như mà là gọi là chuyển sang cái hướng mà mê tín dị đoan quá thì không nên. Vừa là lãng phí. Bây giờ thì tôi cũng đã là con của nhà Phật rồi. Nên từ hơn 2 năm nay thì nhà tôi đã không đốt vàng mã. Với mỗi người dân Việt Nam, hẳn không ai xa lạ với hình ảnh đốt vàng mã. Nhưng nếu như trước đây, tục lệ này được thực hiện chủ yếu mang tính tượng trưng, thì gần đây nó lại đổi thay theo hướng thương mại hóa. Không những thế, thời gian qua, những con số liên quan đến tai nạn đau lòng và hệ lụy xã hội nhức nhối do đốt vàng mã khiến chúng ta không khỏi giật mình. Theo cơ quan cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố Hồ Chí Minh, dịp Tết Đinh Dậu 2017, trên địa bàn đã xảy ra nhiều vụ cháy do đốt vàng mã, làm 20 người chết và nhiều người khác bị thương. Riêng quý 1 năm 2017, thành phố Hà Nội đã xảy ra 291 vụ cháy, làm 1 người chết, thiệt hại về tài sản trên 34 tỷ đồng và 4 hectare rừng. Đáng chú ý, đốt vàng mã và thắp hương là tác nhân xếp thứ 3 trong các nguyên nhân xảy ra những vụ hỏa hoạn này. Mới đây nhất, đúng đêm giao thừa năm nay, một vụ cháy rừng tại Thủy Nguyên, Hải Phòng đã thiêu rụi 2,5 hectare rừng do người dân đốt vàng mã. Không chỉ thiệt hại về người và tài sản do đốt vàng mã, riêng số tiền mua vàng mã để đốt bay theo làn khói cũng khiến chúng ta kinh ngạc. Theo thống kê của các nhà nghiên cứu, mỗi năm người dân Việt Nam đốt gần 50.000 tấn vàng mã, tiêu tốn một số tiền khổng lồ. Chỉ tính riêng ở Hà Nội, số tiền thật chi cho đốt vàng mã lên tới 400 tỷ đồng một năm. Nếu cộng cả 62 tỉnh thành khác, số tiền bị đốt ra cho có thể lên tới hàng chục ngàn tỷ đồng. Ngoài lãng phí quy mô lớn, đốt vàng mã còn làm trầm trọng tệ mê tín dị đoan. Khi những toan tính đổi trác ngày càng lấn sâu vào những hoạt động tín ngưỡng tâm linh, đồng nghĩa với việc tệ mê tín dị đoan ngày càng tác động chi phối vào hoạt động của con người. Và như vậy, vàng mã trở thành những lễ vật không thể thiếu trong các nghi lễ dâng sao giải hạn, cầu tài, cầu lộc, cầu danh. Bình luận như thế nào về câu chuyện đốt vàng mã hiện nay? Có lẽ nó vẫn có thể tiếp tục diễn ra. Nhưng cái điều đó mà đẩy quá lên thì câu chuyện này nó gọi là lạm dụng. Thì nó biểu lộ hai chuyện. Đó là cái sự bất bình thường của lý trí con người, gọi là mê muội và thậm chí trở về mông muội. Và chúng ta có thể dùng cái khái niệm là mê tín. Và cái lạm dụng đó thì do cái lòng tham mà anh nghĩ rằng là thần linh ấy, hay là những người thế giới bên kia ấy, họ cũng như mình ấy. Thế thì ai cho nhiều tiền thì sẽ làm việc nọ việc kia. Thì tôi thấy câu chuyện này nó không có cái gì khác hơn là nó biểu lộ cái trần trụi cái cho cái tham sân si của con người. Cho nên là thần linh cũng trở thành một lực lượng có thể mua bán được, rồi thì có thể đút lót được, có thể nịnh bợ được. Đây thực sự là một cái sự hổ thẹn về lý trí. Bước xuống khỏi thuyền vào đền Chúa Thác Bờ thuộc huyện Cao Phong, nơi được gọi là đền mới trong quần thể di tích đền Chúa Thác Bờ của tỉnh Hòa Bình đã được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là di tích lịch sử cấp quốc gia. Đập vào mắt chúng tôi là khung cảnh buôn bán lộn xộn của các hàng quán, mạnh nhà nào, nhà đó bày, hàng mã công kênh cạnh lư hương cũng không có ai nhắc nhở. Với 400.000 đồng, người dân đến lễ đền Chúa Thác Bờ Hòa Bình đã có thể sở hữu một bộ hàng mã cỡ lớn, bao gồm thuyền rồng, hình nộm bà chúa kèm khăn mũ tiền vàng. Người bày cứ bày, người thắp hương cứ thắp hương. Nhìn vào những hình ảnh này, sẽ không ai dám chắc rằng liệu có hiện tượng cháy nổ diễn ra nơi đây hay không. Quần thể di tích đền Chúa Thác Bờ đối lập với ngôi đền tại huyện Cao Phong. Ngôi đền tại huyện Đà Bắc, nơi người dân quen gọi là đền cổ, lại có một hình ảnh khác. Rất ít người dân đi lễ mang theo hàng mã lớn công kênh. Nơi hóa vàng đặt sát cửa đền được ban quản lý di tích thu dọn thường xuyên. Nhà đền cũng như ban quản lý cũng thường xuyên là tuyên truyền cho bà con khách thập phương đến lễ đền hạn chế cái đốt vàng mã gây lãng phí. Khách thập phương đến lễ thì nhà đền cũng tuyên truyền là chỉ cần một ít lễ bánh kẹo và 2-3 lễ tiền vàng thôi, chứ cũng không cần phải mua cái gì nhiều. Vì mỗi người có một cái quan niệm khác nhau, tất nhiên là bây giờ thì nhà nước cũng khuyến khích là không hóa vàng mã, nhưng mà mình cũng
thể hiện cái thành tâm thì nó cũng là một cái chút nào đấy thôi, chứ cũng không nên là quá lãng phí. Giữa tâm linh và cái thực tế thì mình làm nào hạn chế cũng có cái lòng của mình, tức là gửi vào cái tâm linh đấy, nhưng mà ở cái mức độ nhỏ để nó khỏi ảnh hưởng môi trường. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã ra nhiều văn bản yêu cầu các đơn vị, các sở văn hóa, thể thao, du lịch hướng dẫn tuyên truyền vận động nhân dân hạn chế đốt vàng mã, đổ mã tại các cơ sở thờ tự và lễ hội. Đặc biệt trong mùa lễ hội 2018, Giáo hội Phật giáo Việt Nam ra công văn đề nghị các Phật tử bỏ tục đốt vàng mã ở các cơ sở thờ tự Phật giáo. Công văn này được các nhà nghiên cứu đánh giá tuy muộn nhưng vẫn tích cực. Công tác tuyên truyền hạn chế đốt vàng mã đã được các địa phương, ban quản lý, ban tổ chức lễ hội nghiêm túc thực hiện. Ghi nhận của chúng tôi tại một số đền chùa, người dân đã hạn chế mua đốt vàng mã, nhưng do mặt hàng này không phải là hàng cấm nên vẫn được sử dụng ở mức độ nhất định. Đi lễ thì phải có sớ, có tiền để gọi là như tưởng nhớ những vị anh hùng thì thôi. Bà bảo các đạo quan ơi, quá nhiều đi là phí lắm, thế lên nhập kho để phát cho bách gia chăm họ ạ. Đốt là thấy là không có lợi ích gì. Tôi thì cũng hơi vận động như chị em Phật tử đi chùa, như thỉnh thoảng là như lâu người ta tới chùa thì mình vận động rồi, cô ơi bây giờ cô vô đây cô đừng có đốt với tiền vàng bạc nữa, đốt vàng mã nữa, tại vì đốt đó không có lợi. Thì mình cũng vận động xung quanh với bạn, thứ nhất là vận động gia đình mình trước, vận động lối xóm với Phật tử mà mới đến chùa đó. Trước thực trạng đốt vàng mã hiện nay, không ít ý kiến cho rằng cần biện pháp hành chính như cấm đốt, cấm sản xuất hoặc đánh thuế sản xuất cao đối với vàng mã. Thì đối với nhà đèn thì là làm công tác tuyên truyền và cũng có khuyến cáo đối với khách về lễ đèn để có cái đáp ứng nhu cầu, vừa đáp ứng được mặt tâm linh và đảm bảo được về cái tự do tín ngưỡng cũng như hạn chế về cái việc đốt vàng mã. Quan điểm của cá nhân tôi cũng như đền Bảo Chúa Kho là thực hiện chủ trương chung của nhà nước và đồng thời thực hiện tuyên truyền để cho mọi người có một cái nhận thức đúng về cái tâm linh thế nào để cho hợp tình hợp lý. Tất cả các Phật tử không đốt trong chùa mà về lăng giềng lối xóm đốt thì cũng hao phí vậy thôi. Cho nên một cái chỉ thị đó là kêu gọi cả chùa và lẫn khu phố cũng như những tổ dân phố, khu dân cư thực hiện chỉ thị 31 cho nó đúng. Thì chính cái đó là việc làm giúp ích cho xã hội, giúp ích cho đời, giúp ích cho đạo được thành công. Bằng các cái tuyên truyền này thì chúng ta có một cái hy vọng rất là lạc quan. Tức là chính bản thân những người tham gia, người ta sẽ hiểu và người ta sẽ tự điều chỉnh hành vi. Bởi vì những cái ngoài luật thì sẽ được điều chỉnh bằng các hành vi xã hội, bởi dư luận xã hội. Chính vì vậy tôi tin rằng là khi có những cái tác dụng tích cực qua các phương tiện thông tin truyền thông thì tôi chắc chắn là mọi người cũng sẽ tự điều chỉnh cái đó và nó cũng sẽ giảm dần. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cũng đã chỉ đạo cho cơ quan chuyên môn phối hợp với lại các cái địa phương mà có những cái di tích còn nhiều cái đốt vàng mã, ví dụ như là đền Bà Chúa Kho, thì bộ cũng đã chỉ đạo cho Viện Nghiên cứu Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam xây dựng một cái phương án đề án để phối hợp với tỉnh đưa ra một cái cách thức để có thể hạn chế những cái hiện tượng đốt vàng mã. Phối hợp với tỉnh triển khai cái việc này thì chúng tôi cho rằng một cái biện pháp mà chúng ta thực hiện đầu tiên đấy là tuyên truyền vận động người dân. Bên cạnh đó thì thực sự những biện pháp quản lý cũng cần phải tăng cường hơn đối với những cái cơ sở mà chúng ta thấy rằng là hiện nay còn đốt quá nhiều vàng mã. Một điều đáng mong đợi đã đến khi Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã đưa ra đề nghị xóa bỏ đốt vàng mã ở các chùa chiền, cơ sở thờ tự. Một sự đan xen hay đúng hơn một thứ tục lệ ngoại lai đã chen vào cõi thiền thanh tịnh phải được hạn chế đi đến loại thải. Phải chăng nên coi đây là một việc làm đột phá để từng bước giảm thiểu tác hại của mê tín dị đoan? Hy vọng với nỗ lực của các tổ chức tôn giáo và cơ quan quản lý, một tập tục bị lạm dụng gây lãng phí sẽ dần được loại khỏi đời sống hôm nay.